Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bên đèn hoàng gia.vn xin giới thiệu mọi người mẫu đèn LED gắn tường bằng đồng ngoài trời. Với mã của nó là DGTD B6000. Đèn tường này là bằng đồng và kết hợp với là kính. Loại này là có IP 54, tức là chống mưa, chống chống mưa ngoài trời. Đấy. Khi lắp đặt mình sẽ lắp đứng như thế này nhé. Có nhiều khách hàng lắp ngược như thế này. Lắp đứng như thế này. Đèn là sử dụng đuôi E27. Đấy, sử dụng bóng búp rất là tiện. Khi mình thay búp thì mình chỉ cần vặn ba con ốc dưới này. Đấy, ba con ốc gắn là mình thay đèn, thay cái búp cho nó, sau đó mình gắn vào thôi, rất là dễ. Một phần nữa là khi mình mới mua về thì cái đầu đèn này mình sẽ lắp ngược vào bên trong nhé, để cho nó gọn, để mình bỏ trong cái thùng xốp cho nó gọn thôi. Hàng này là hàng đồng chuẩn. Đấy, ốc này là cũng bằng đồng này, ốc bằng đồng nhé. Thế là xong. Lắp đặt đèn cũng rất là dễ thôi. Khi lắp thì mình sẽ lắp trước cái thanh ngang này vào tường, gắn vào tường. Sau đó mình đấu hai dây điện nào vào. Còn nếu cần dây tiếp điện thì mình sẽ đấu cái dây màu xanh vàng này vào dây tiếp điện. Không thì mình cắm trực tiếp. Chỉ cần hai cái dây điện này đấu vào điện áp 220V là ok. Đấy, sau đó mình gắn cái ốp này vào đèn và cũng tương tự là vặn vít bằng đồng như thế này thôi. Đấy. Vít cái ốc này bằng đồng nhé. Đấy. Đây, dễ. Bây giờ mình sẽ cắm ánh sáng thử nó xem nó thế nào nhé. Mình sẽ nối tạm qua cái cầu nối này. Còn bình thường khi mình nối mà bên ngoài trời thì mình sẽ phải nối kín nước, cuốn chặt kín nước để đảm bảo an toàn. Đây, cái mẫu đèn này tường ấy thì đa số là sử dụng ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng nó sẽ rất là đẹp hơn hơn là ánh sáng trắng. Đấy. Hiện tại đang có đèn bên ngoài phụ trợ cho nên nhìn nó không rõ. Còn khi lắp vào ban đêm thì nhìn nó sẽ rõ ràng hơn rất là nhiều. Nhìn là rõ hơn. Đấy. Thì lắp lên tường rất là đẹp đấy. Cái kính này là kính của nó là kính có vát vát cạnh nhé. Đây, vát rất là đẹp, kính rất là tinh tế đấy. Nên giá thành của đèn này nó cũng khá là cao, giá khá là cao, lại hơn 1 triệu một cái. Ai có nhu cầu cần mua hàng hay cần tư vấn thì vui lòng liên hệ với đèn hàng gia qua số điện thoại là 0393 392 666. Số đấy thì cũng có thể là liên hệ qua Zalo hoặc là đặt hàng qua đấy. Ngoài ra có thể truy cập vào website đèn hoàng gia.vn để đặt hàng. Xin cảm ơn tất cả mọi người.